Top 4 sản phẩm công nghệ mà Apple nên ngừng bán ngay lập tức cho năm 2022. Đầu tiên phải kể đến là Apple Watch Series 3, ra mắt từ năm 2017. Thiết bị này vẫn có thể đáp ứng tốt một số nhu cầu sử dụng cơ bản của người dùng. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của nó nằm ở dung lượng bộ nhớ trong 8GB, khiến cho thiết bị không thể cập nhật các phần mềm một cách bình thường. Vì vậy, bạn cần cân nhắc trước khi quyết định mua thiết bị này. Tiếp theo là iPod Touch năm 2019, từng được Apple quảng cáo là một thiết bị mang lại trải nghiệm tốc độ thú vị. Ở thời điểm ra mắt, iPod Touch 2019 được quảng cáo là có tốc độ nhanh gấp đôi và hiệu suất đồ họa gấp 3 lần phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, 3 năm, hiệu năng hiện tại của máy đã không có đáp ứng được như kỳ vọng. Sản phẩm tiếp theo là Mac Mini năm 2018. Đây vẫn là một chiếc máy tính tốt và có thể đáp ứng được hầu hết các tác vụ cơ bản. Tuy nhiên, phiên bản này vẫn đang trang bị con chip Intel, trong khi Apple đang dần chuyển sang bộ xử lý do hãng tự phát triển. Giá bán của phiên bản này cũng cao hơn đáng kể so với chiếc Mac Mini M1. Vì thế, bạn không còn lý do gì để lựa chọn chiếc Mac Mini chạy bằng chip Intel này cả. Và cuối cùng là Beats Solo 3 Wireless 2016. Thiết bị này có thời lượng sử dụng pin lên đến 40 giờ và được trang bị con chip W1 giúp kết nối nhanh với các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple. Điểm trừ lớn nhất của mẫu tai nghe này nằm ở thiết kế có phần rẻ tiền hơn đáng kể so với thương hiệu Beats. Hơn nữa, mức giá 200 đô, AirPods Pro và Beats Fit Pro mang đến trải nghiệm chống ồn và chất lượng âm thanh tốt hơn hẳn.